Thank you.
Cái này
làm à? Không ạ, mẹ về đi. Về đi kê lên. Đấy nhá, nào hai ba nào. Hai ba.
đồ lắm. Ôi, ai về đây con về đây đi, con về đây. Đâu à? À, điểm hết cả chân là hả? Điểm nắm cho. Đá này, đá này, đá đập. Đá bị rơi đập vào chân. Đã, chết thôi. Trước rồi, tím rồi, làm không cẩn thận rồi. Chật chân kẹp vào kia ra được. Con ơi, về đây ngồi. Hả ơi, để đau chân à. Lấy, chú lấy gạo ấy, tí nấu cơm ăn nhé. Xong chú về, chú về có việc. Xem chú mấy ngày, chú xem mấy cái ông kia mấy ngày chú gọi mấy cán bộ kia cũng không nói luôn, không phải chưa có thời gian để xuống cho chờ mấy ngày xuống đi đỡ đấy chú về nhé. Ah!
con nhá. Mẹ. Ừ. Lên á, có con. Mấy cháu nó ít thôi. Bữa nay có cháo, con cháo ăn rồi. Không đói cơm rồi. Dạ không. Con đói cơm á, con đói cơm á. Con lấy cháo cho ăn nhé. Ăn cơm. Mẹ lấy cháo mà. Ừ, không bẩn đâu, mẹ dấm lá rồi. Không bẩn đâu. Mẹ lấy cháo cho con ăn. Mẹ ơi, con đói. Cái gì? Con đói. Con đói, con đói, mẹ lấy cháo cho con ăn. Con cháo ăn rồi. Mẹ mẹ. Mẹ thấy không đâu. Mẹ con đói. Con đói lắm rồi á? Con đói lắm. Để bớt nghe mà nóng. Ngon à? Cái này cực kì đó. Ngon à? Ngon. Chơi bà bác rồi, đúng rồi. Chơi bà bác rồi, cá